nỗi bất bình thúc đẩy Niger ly dị với Pháp hậu đảo chính. Quân đội Pháp không đạt được bất cứ thành công nào. Adama Jokaleni Maiga, ba mẹ đơn thân hai con đến từ Tillaberi, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực tại Niger, nói: "Tôi không hiểu bằng cách nào người Pháp nói rằng họ đến đây để giúp chống khủng bố, nhưng tình hình an ninh lại ngày càng tồi tệ hơn." Adama cho biết bác của cô, người đứng đầu làng Thera ở Tillaberi, bị ám sát 7 tháng trước. Nhóm phiến quân truy lùng bác và khi phát hiện ra bác đã thuê một chiếc ô tô để bỏ trốn, chúng đuổi theo và giết chết bác. Đó thực sự là cú sốc đối với cả gia đình tôi, cô kể. Adama cho rằng 1.500 binh sĩ Pháp đã được triển khai trong khu vực suốt nhiều năm qua để chống phiến quân Hồi giáo đã không thể làm gì để ngăn chặn tình trạng bạo lực. Niger được coi là đồng minh cuối cùng của phương Tây ở Sahel, khu vực những năm gần đây đang bị nhấn chìm trong bạo lực và xung đột. Pháp và Mỹ đều triển khai quân đội đồn trú tại Niger. Quốc gia Tây Phi này cũng là nơi đặt căn cứ máy bay không người lái UAV lớn nhất của Mỹ. Sahel là khu vực rộng lớn nằm giữa sa mạc Sahara ở phía Bắc và thảo nguyên nhiệt đới ở phía Nam châu Phi. Theo Liên Hiệp Quốc, 10 quốc gia thuộc khu vực Sahel gồm Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria và Senegal. 3 quốc gia ở Sahel hiện do chính quyền quân sự kiểm soát sau các cuộc đảo chính ở Burkina Faso, Mali và gần đây nhất là Niger. Các nước này đều từng là thuộc địa của Pháp trước khi giành độc lập vào những năm 1960. Khi Pháp từ chối công nhận chính quyền quân sự mới tại Niger sau cuộc đảo chính vào hồi tháng 8, tâm lý giận dữ vốn đã âm ỉ trước đó vì việc Paris thường xuyên can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Niamey lập tức bùng lên dữ dội. Nhiều người Niger tin rằng Pháp đã hưởng quá nhiều đặc quyền trong khai thác tài nguyên và nền chính trị của đất nước quá lâu. Họ coi cuộc đảo chính là cơ hội để Niger xây dựng một nền tảng chính trị mới, trong sạch hơn, giành lại chủ quyền và thoát khỏi ảnh hưởng từ Paris. Quân đội chưa bao giờ nắm quyền quá lâu, Adama nói, đề cập đến 5 cuộc đảo chính làm rung chuyển đất nước kể từ khi Niger giành được độc lập từ Pháp vào năm 1960. Quân đội cuối cùng sẽ quay trở lại căn cứ của họ và bàn giao quyền lực cho một chính phủ dân sự tốt hơn để dẫn dắt đất nước. Cơn giận dữ trong công chúng sau việc Pháp từ chối chấp nhận chính quyền quân sự mới của Niger tiếp tục leo thang khi các quan chức sở tại yêu cầu binh sĩ và đại sứ Pháp rời khỏi đất nước. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu từ chối, cho rằng chính quyền quân sự không có thẩm quyền đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng người dân Niger đã phản ứng dữ dội. Hàng trăm người tụ tập bên ngoài căn cứ quân sự nơi lính Pháp đồn trú ở Niamey, yêu cầu họ rời đi. Người biểu tình cắm trại phong tỏa căn cứ trong nhiều tuần, ngăn mọi nguồn tiếp tế cho binh sĩ, nhân viên Pháp ở bên trong. Vào hôm 22 tháng 9, người biểu tình tổ chức một buổi cầu nguyện ngồi quanh căn cứ giữa cái nóng như thiêu như đốt. Giáo sĩ Adolaji Amado dẫn dắt cuộc cầu nguyện, khuyên đám đông kiên nhẫn đấu tranh. Trước áp lực quá lớn từ người dân Niger, Tổng thống Macron vào ngày 24 tháng 9 tuyên bố Pháp đã quyết định rút đại sứ khỏi Niamey và rút hết quân trước cuối năm nay, thông báo mọi sự hợp tác quân sự của Pháp với Niger đã chấm dứt. Khi được hỏi tại sao người dân Niger lại tức giận với Pháp đến như vậy, giáo sĩ Amado cho biết Niger từng là đối tác tốt nhất của Pháp ở vùng Sahel, nhưng hiện tại người Pháp từ chối chấp nhận những gì chúng tôi muốn và đó là lý do dẫn đến căng thẳng. Pháp lẽ ra có thể lặng lẽ rời đi sau cuộc đảo chính và quay lại đàm phán với chính quyền quân sự. Tại sao Tổng thống Macron lại nói rằng không công nhận chính quyền của chúng tôi, trong khi ông ấy đã chấp nhận các cuộc đảo chính ở những quốc gia khác như Gabon hay Chad? Amado đặt câu hỏi. Đây là điều khiến chúng tôi giận dữ. Chúng tôi nghĩ Pháp coi chúng tôi như những kẻ ngốc. Tướng Ado Harona, thống đốc mới được bổ nhiệm của Niamey cho hay, người Niamey muốn một đất nước thịnh vượng, tự hào và có chủ quyền, nên người ngoài nên tôn trọng ý muốn của họ. Khi được hỏi liệu chính quyền quân sự có thể bảo vệ đất nước an toàn trước những kẻ khủng bố hay không, Harona tự tin tuyên bố quân đội Niger luôn bảo vệ người dân và hoàn toàn đủ khả năng làm điều này mà không cần bất kỳ đối tác nước ngoài nào. Nhưng những người phản đối chính quyền quân sự hiện nay lại lo ngại việc quân đội Pháp rút lui sẽ là thảm họa đối với Niger cũng như các khu vực lân cận. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Pháp là đối tác quan trọng cung cấp hầu hết thông tin tình báo giúp chúng tôi đánh bại kẻ thù. Irissa Guajiri, người phát ngôn viên cho Tổng thống Niger bị lật đổ, Mohamed Bazoum nói, cuộc rút quân vội vã của người Pháp đã khiến tình hình an ninh ở Mali và Burkina Faso trở nên tồi tệ hơn. Pháp giờ đây trở thành lý do để người dân xuống đường, bị đổ lỗi về mọi vấn đề mà Niger phải đối mặt. Pháp không phải vấn đề nằm ở cuộc đảo chính này. Đây là một bước lùi đáng kể đối với Niger, Guajiri cho hay. Đối với Fahirahman Koni, giám đốc dự án Sahel thuộc Viện Nghiên cứu An ninh có trụ sở ở Nam Phi,
Còn quá sớm để nói liệu sự ra đi của Pháp có dẫn đến tình trạng bất ổn lớn hơn tại Niger và vùng Sahel nói chung hay không. Tại nước láng giềng Mali, việc quân đội nước ngoài và Liên Hiệp Quốc rút lui đã khiến bạo lực gia tăng khi các nhóm nổi dậy không còn bị cản trở. Song Kony lưu ý rằng mỗi quốc gia có những đặc điểm khác nhau. Không giống như ở Mali, quân đội Pháp ở Niger chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ cho lực lượng sở tại chống phiến quân. Ông nói, quân đội Niger đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu với các nhóm khủng bố, đặc biệt là ở mặt trận phía đông, chống lại Boko Haram. Kony thêm rằng lực lượng vũ trang Niger cũng kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn so với quân đội Mali. Tại Mali, nhóm khủng bố có thể chiếm giữ những khu vực rộng lớn ở phía bắc đất nước, nơi quân đội hoàn toàn vắng mặt. Sau lời đe dọa của khối Tây Phi, ECOWAS cho rằng họ sẽ can thiệp vào Niger nếu Tổng thống bị phế truất Mohamed Bazoum không được khôi phục quyền lực. Mali, Burkina Faso và Niger đã thành lập liên minh vào ngày 16 tháng 9. Trong liên minh an ninh Sahel, họ đồng ý giúp đỡ lẫn nhau chống lại các cuộc nổi dậy vũ trang và hành vi can thiệp từ bên ngoài. Kony cho rằng đây có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Tình trạng thiếu hợp tác giữa ba nước là một trong những lý do khiến các nhóm khủng bố có thể dễ dàng di chuyển qua lại giữa các vùng biên giới. Ba nước giờ đây đã tiến hành một số hoạt động quân sự chung, điều sẽ gây áp lực thực sự với phiến quân, ông nhận xét. Cũng theo Kony, việc thành lập liên minh còn giúp Niger chia sẻ những kinh nghiệm tác chiến tốt nhất của mình cho hai nước còn lại. Trong khi đó, Pháp, nước từng có ảnh hưởng rất lớn ở vùng Sahel, giờ đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước làn sóng phản đối trong khu vực, dù vẫn còn duy trì nhiều căn cứ quân sự ở Tây Phi. Người Pháp đã không rút đi đúng thời điểm mà vẫn muốn đóng vai trò dẫn dắt trong bối cảnh môi trường xã hội ở Niger đã thay đổi rất lớn. Chuyên gia Kony nhận định, khi phải rút quân trong 3 tháng tới, họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về hậu cần ở nơi họ từng là bên kiểm soát. Quyết định rút 1.500 quân khỏi Niger của Pháp đã để lại một lỗ hổng trong nỗ lực của Mỹ và EU nhằm chống lại lực lượng nổi dậy cực đoan kéo dài hàng thập kỷ, đồng thời có thể tăng cường ảnh hưởng của Nga trên các vùng đất rộng lớn ở Tây Phi. Tổng thống Emmanuel Macron đã phải chấp nhận điều không thể tránh khỏi vào ngày 24 tháng 9, thông báo triệu hồi ngay lập tức đoàn ngoại giao của Pháp tại Niger và rút 1.500 quân Pháp về nước trước cuối năm 2023. Rõ ràng Paris không có nhiều sự lựa chọn. Kể từ khi bị tuyên bố là người không được hoan nghênh vào tháng 8 năm nay, đại sứ Sylvain Inti trên thực tế đã bị quản thúc tại Đại sứ quán Pháp ở Niamey. Đây không hẳn là sự kết thúc của Franca Friqui, cụm từ được đặt ra vào những năm 1960 để mô tả ảnh hưởng lâu dài của Pháp đối với các thuộc địa cũ ở châu Phi, nhưng đó là một sự đảo ngược ngoại giao đáng chú ý. Quan trọng hơn, nó khiến EU phải vật lộn để duy trì bất kỳ ảnh hưởng nào ở khu vực Sahel, nơi nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã hiện diện ở khắp nơi. Hãng tin Reuters dẫn bình luận của các nhà phân tích và nhà ngoại giao EU cho biết, quyết định của Pháp rút 1.500 quân khỏi Niger để lại một lỗ hổng trong nỗ lực của Mỹ và EU nhằm chống lại cuộc nổi dậy Hồi giáo cực đoan kéo dài hàng thập kỷ và có thể tăng cường ảnh hưởng của Nga trên các vùng đất rộng lớn ở Tây Phi. Câu hỏi tiếp theo hiện nay là những người lính Pháp đồn trú ở Niger sẽ đi đâu? Paris sẽ làm gì với các căn cứ quân sự mà nước này để lại ở châu Phi? Và Pháp sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trong khu vực như thế nào? Có khoảng 6.700 binh sĩ Pháp được cho là vẫn được triển khai trên lục địa châu Phi, bao gồm ở Chad, Senegal, bờ biển Nga và Gabon. Pháp có rất ít sự lựa chọn, một là gửi quân tới nước láng giềng Chad, nơi nước này có khoảng 1.000 quân. Nhưng Chad cách xa trung tâm cuộc nổi dậy hàng trăm km và có những vấn đề an ninh riêng cộng với tâm lý phản đối Pháp. Là một phần trong kế hoạch toan tính về khu vực, Paris đã tìm kiếm sự giúp đỡ phối hợp hơn từ châu Âu. Nhưng các đồng minh châu Âu không có mong muốn cụ thể nào trong việc giải cứu Pháp. Các nhà ngoại giao từ 4 đối tác châu Âu từng hoạt động trước đây ở Sahel cho biết. Các quốc gia từng đề nghị gửi quân tới Mali có thể đồn trú trong các căn cứ của Pháp, đặc biệt là ở Đông Âu. Giờ đây họ không còn mong muốn thực hiện điều đó khi cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Thậm chí nhiều người ban đầu còn không hề biết rằng Tổng thống Macron sẽ tuyên bố rút quân khỏi Niger. Hai nhà ngoại giao EU cho biết, trong giai đoạn này, các đối tác châu Âu như Italy và Đức, những nước có nhân viên quân sự cung cấp huấn luyện và hỗ trợ hậu cần cho nước này, cũng tỏ ra không sẵn sàng rút khỏi Niger. Sự do dự của họ có liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư đang gia tăng ở châu Âu. Nhiều người đã di cư tìm đường qua Niger trước khi băng qua sa mạc Sahara để đến biển Địa Trung Hải. Họ nói rằng việc cắt đứt quan hệ với Niger sẽ gây bất lợi cho việc kiểm soát các tuyến đường đó.